chào các bạn. Chào mừng và cảm ơn các bạn đã ghé thăm căn nhà của Ni. Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là ngày ăn chay. Ni đang làm món bánh canh bột sắc cho gia đình. Đây là một mâm bánh canh sắc mình mới làm xong nè các bạn. Còn bánh canh này thì nó vừa dai, mềm và có chút dẻo dẻo ở trong đó nữa. Món bánh canh bột sắc này thì mình được làm nhiều món bánh canh khác nhau, đa dạng lắm, như là bánh canh bột sắc chay như hôm nay mình nấu gia đình mình nè, rồi bánh canh cua tôm, hay là bánh canh giò heo, hoặc là như các bạn ở miền Bến Tre đó, các bạn nấu bánh canh nước cốt dừa tôm nữa, hoặc là bánh canh tôm khô nữa, rất là nhiều món. Hoặc là mình thấy trên YouTube các anh chị còn nấu bánh canh này với bánh canh vịt nữa đó các bạn. Mình xin mời các bạn, anh chị em hãy cùng mình thực hiện món bánh canh bột sắc này nhé. Đây là cái phần bột gạo mình có, đó là 200g bột gạo. Mình cho vào cái tô lớn này. Và cái tô nhỏ này đây, đó là 80g bột năng. Và cái chén nhỏ kế bên, đó là 70g bột khoai tây. Và 1/2 thìa cà phê muối. Và 2 thìa canh dầu ăn. Và nước đó là mình chuẩn bị ở đây là 650ml nước. Mình cho vào 1/2 thìa cà phê muối vào cái tô bột này. Và kế đây là 2 thìa canh dầu ăn. Ni sẽ cho nước từ từ vào cái tô này. Rồi mình sẽ khuấy đều lên. Rồi mình sẽ đem qua bếp, mình sẽ khuấy cái phần bột này nha các bạn. Bột này thì trong đây là cái phần bột gạo, muối và dầu trước. Còn cái phần mà bột năng và bột khoai tây thì mình để dành lại khi mà gần tới bột mình đặt lại sình sệt đó, rồi mình mới cho vào sau. Bột của mình nhìn đã khá tốt rồi đây, bây giờ mình sẽ để qua một bên. Rồi mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng cái phần bột này. Đây là 80g bột năng và 70g bột khoai tây. Mình sẽ trộn đều vào và sẽ để qua một bên. Khi mà mình khuấy cái phần bột gạo của mình nó hơi đặc đặc lại rồi đó các bạn, mình tắt bếp rồi mình mới cho cái này vào. Các bạn nếu mà trường hợp mình không có bột khoai tây đó cũng không sao cả, các bạn có thể sử dụng bột gạo và bột năng thôi cũng được, cũng rất là ngon. Bột mình, bánh canh mình nó cũng dẻo lắm luôn. Mình cho bột mình vào chảo rồi mình khuấy với lửa nhỏ vừa thôi nha các bạn. Mình khuấy tới khi nào mà cái bột của mình nó sần sọt lại đó, mình không cần quá chín, vì mình thấy vừa đặt lại không còn cái nước lỏng nữa thì được, rồi mình tắt lửa. Thời gian này đi sẽ khuấy đều tay bởi vì nó sẽ rất là mau chín. Các bạn thấy ở đây trong vòng chưa đầy một phút nữa thì tất cả cái số bột này nó sẽ đặt lại. Và mình khi mà mình thấy nó không còn cái phần nước ở trong cái chảo này nữa là mình sẽ cho cái tô bột khoai tây và bột năng vào nha các bạn. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình sẽ cho vào và mình đảo thật nhanh tay cái phần bột mình mới cho vào, bởi vì cái phần bột mà trong chảo nó còn đang nóng thì mình tranh thủ làm sao trộn mà cái bột mình cho tất cả nó hòa quyện vào với nhau. Mình sẽ có cái hỗn hợp là nửa sống và nửa chín. Sau đó mình khi mình thấy tất cả mọi thứ nó đều như vậy rồi đó thì mình sẽ mang qua bàn, mình trộn bằng tay lại với nhau. Trước khi mình cho bột xuống bàn thì mình cho một lớp bột áo. Bột áo mình sẽ dùng là bột năng. Rồi mình cho bột xuống, mình sẽ nhồi bằng tay. Mình chịu khó nhồi một chút xíu nha các bạn, bởi vì thời gian này nó cũng còn rất là nóng. Mình cho một xíu bột áo trên tay nữa, như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Bột còn nóng lắm luôn á các bạn, nhưng mà nếu mang bao tay vô thì mình khó làm lắm luôn. Cho nên chịu khó một xíu, mình chỉ cần vài phút thôi à, hơn 3 phút là mình đã xong rồi. Nếu mà cái bột mình dính tay thì mình chịu khó rải cái bột áo lên nhiều lần. Mình nhồi một lúc mà mình thấy bột mình đều, mình vừa ý rồi đó, mình sẽ nhồi lại thành một khối dài tròn như vậy. Rồi mình cắt ra nhiều phần khác nhau. Như vậy thì khi mình cán ra để mình cắt bột bánh canh đó, thì nó vừa.
giờ Ni sẽ cắt nó ra khoảng làm 4 khúc như vậy nè. Rồi mình bắt đầu, sau đó mình sẽ bắt đầu cán và cắt cái cọng bánh canh ra. Mình đã gần xong rồi đó các bạn, mình chỉ cần cắt cọng bánh canh ra nữa là xong rồi. Trong khi chờ đợi mà mình cán bột và mình cắt á, thì mình nên đẩy cái miếng giấy lên, miếng giấy ráp đồ ăn, miếng ni lông như vậy, để cho nó khỏi phải khô. Mình cho lên cái thớt này một ít bột khô. Mình cán mỏng dày thì sẽ tùy thích theo ý của các bạn, nhưng mà theo mình á, thì cán cái bề mỏng của bánh canh nó khoảng từ 50mm hoặc là 75mm là vừa. Bởi vì khi mình nấu chín thì cái bột bánh canh này nó sẽ nở to hơn nữa. Mình cán làm sao mà cái miếng bột này đã thành hình trái tim luôn nè các bạn. Nhìn dễ thương ghê. Mình cắt cái miếng bột của mình cỡ như vậy nè, nhưng mà mình không biết ý thích của các bạn làm sao. Cái miếng bột mình cán hôm nay như các bạn thấy nè, cỡ chưa tới 1cm. Nó như vậy cỡ tầm là 75mm đó các bạn. Các bạn nhớ rắc một lớp bột áo lên cái phần mà bánh canh mưa vừa cắt xong á, để cho nó khô, nó tơi ra. Rồi mình sẽ cán và cắt tiếp cái những cái viên bột còn lại của mình. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu đi qua làm chuẩn bị cái phần nước súp và các đồ để mình làm cái món bánh canh chay. Bánh canh mà mình làm vừa xong rồi mình đi nấu liền như vậy ăn rất là ngon, vì cái bột nó còn mềm và còn dẻo. Cái công thức Ni làm là cái bột của mình nó không quá khô, không cứng mà cũng không quá nhão các bạn. Khi mình nấu lên cái cọng bánh canh nó vẫn còn nguyên, mà mình khi mình cắn mình cảm nhận được cái độ dẻo và có một chút béo béo ở trong cái miếng bột, bởi vì mình có cho một xíu dầu ở trong đó. Đây là bánh canh mình mới vừa thu được, mình đã có một ký bánh canh. Đó là cái công thức của mình chia sẻ với các bạn hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ làm vào gọt một mớ rau củ để mình đi hầm cái nước súp để mình nấu bánh canh chay. Bánh canh mặn thì mình sẽ hầm xương, nhưng mà mình ăn chay thì mình sẽ dùng những cái rau củ quả này để mình hầm, mình lấy nước ngọt. Mình sẽ nấu tất cả những gì mà ở trong tủ mình có, cái gì thì rau củ nào cũng được cả. Ở đây mình có khoảng 3-4 thứ gì đó: mướp hương, rồi cà rốt, rồi củ sắn, rồi nấm nữa. Mình cho một xíu muối và một xíu đường phèn vào khi mà mình hầm nước súp. Như vậy thì nước súp của mình sẽ có cái vị ngọt đậm đà và thơm rất là nhiều. Cái đường phèn nó giúp cho cái nước hầm của mình trong và ngon hơn. Mình hầm ở đây với lửa nhỏ khoảng 1 tiếng, 45 phút tới 1 tiếng là vừa. Trong thời gian đó thì mình sẽ tranh thủ đi chiên đậu hũ và chả chiên của cái bếp kế bên, dễ rất là mau. Mình làm đồ mặn thì nó sẽ tốn thời gian hơn, nhưng mà đồ chay rất là mau. Món bánh canh chay mà Ni làm hôm nay đó là bởi vì Ni muốn nhớ lại cái hương vị ngày xưa mà khi Ni còn đi học ở quê nhà đó. Hồi xưa đi học ở trong cái trường mà gọi là cái trường là Lý Tự Trọng, ở trong khuôn viên của chùa Tòa Thánh Tây Ninh đó các bạn. Trong cái khuôn viên trường đó thì có một cái căng tin, có một cái cô đó bán bánh canh này, mà dĩ nhiên trong chùa thì luôn luôn là đồ ăn chay. Mà không hiểu sao lúc đó mình ăn mà ngon, mà cái tô có chút xíu thôi các bạn, mà đâu phải là ngày nào mình cũng được ăn đâu. Cảm giác nó ngon cực kỳ luôn á. Bây giờ mình nấu lại dĩ nhiên là nó có nhiều đầy đủ cái gia vị, rồi nhiều cái rau củ hơn ngày xưa rất là nhiều. Hồi xưa mình nhớ khi cô bán cho mình thì chỉ cái tô nhỏ, và trong đó chỉ có vài cái nấm rơm, vài miếng đậu hũ trắng, rồi vài miếng cái miếng tàu hũ ki mà chiên phồng lên đó các bạn. Như vậy thôi mà còn ăn rất là ngon luôn á. Đây là cái phần bánh canh của mình. Như mình nãy mình nói với các bạn, đó là cái khi mà cái công thức mình chia sẻ với các bạn thì mình thu được là đúng 1 ký bánh canh luôn đó các bạn. Nếu các bạn muốn mà làm cái phần bánh canh nhiều hơn thì các bạn cứ tăng cái phần nguyên liệu bột lên ha. Như vậy là được, rất là mau và rất là dễ. Bánh canh bột sắt này mình luộc thì cũng rất là mau chín. Thường thì sẽ có hai cách luộc khác nhau.
Nếu mình muốn giữ cái bánh canh mình có cái độ sền sệt khi mình nấu xong như là bánh canh cua đó, thì mình sẽ giữ nguyên cái phần bột áo và mình không cần phải luộc trước. Mình sẽ cho cái bánh canh thẳng vào cái nồi nước súp. Thì như vậy thì cái tô bánh canh mình nó sẽ có cái độ sóng sánh của cái bột áo nó còn ở trong đó. Còn mà nếu như các bạn không thích mà cái nước bánh canh mình nó có độ sóng sánh của bột áo, thì mình có thể là luộc nó trước rồi mới cho vào cái nồi súp của mình. Như vậy thì cái nồi súp bánh canh của mình nó có cái độ nước trong và không có cái bột áo như vậy nữa, thì cái nước của mình nó không có cái độ đặc. Hôm nay thì Ni nấu cho gia đình mình thì Ni sẽ bỏ trực tiếp vào mà Ni không có vũ cái phần bột áo ra. Ni thích như vậy. Bánh canh các bạn thấy mình gấp lên nó dai và nó không hề bị đứt, bởi vì trong đó nó có một xíu bột năng và một xíu bột khoai tây. Nó có cái độ dẻo dẻo, mềm mại và dai vừa phải. Ni xin nói lời tạm biệt với các bạn ở đây và hẹn gặp lại vào video kỳ tới. Cảm ơn các bạn thật nhiều và chúc các bạn một ngày mới an lành và đầy